Hello, xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Serial Channel Bắn súng Hôm nay chúng ta sẽ làm nó Và biến từ cái này Thành cái này Ok, cùng bắt đầu nào <laughs> Ok, thì để súng của chúng ta có thể bắn được Thì trong video này chúng ta sẽ làm 3 hành động anh em nhé. Đầu tiên đó là khi mà người chơi di chuyển chuột Xung quanh cái nhân vật của chúng ta như thế này Thì súng của chúng ta nó cũng sẽ phải quay theo cái góc Mà con chuột của chúng ta đang ở và tiếp theo khi mà người chơi ấn chuột trái thì để bắn đạn thì chúng ta sẽ tạo ra một cái viên đạn ở đầu súng và đẩy cái viên đạn đó ra và chúng ta cũng có thể điều chỉnh lại cái tốc độ đạn cũng như là cái số lượng đạn mà chúng ta sẽ bắn ra ha ok và cuối cùng tôi sẽ thêm một vài cái hiệu ứng để cho nó đẹp và khi mà chúng ta bắn ra viên đạn thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng đó ở ngay cái đầu súng và chúng ta sẽ tạo thêm một cái script mới để quản lý cái vũ khí của chúng ta và tôi sẽ đặt tên nó là weapon. Để thực hiện cái việc mà súng của chúng ta nó sẽ quay liên tục theo chuột thì đương nhiên rồi. Đối với những cái function mà nó sẽ chạy liên tục như vậy thì chúng ta sẽ để nó trong update anh em nhé. Và tôi sẽ tạo thêm một cái function nữa tôi gọi nó là uh, rotate gun và đây sẽ là cái để giúp chúng ta có thể quay súng theo cái hướng mà con chuột chúng ta mong muốn và tôi sẽ gọi nó trong update rồi bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu với anh em làm sao để chúng ta có thể quay cây súng của chúng ta theo hướng của con chuột đầu tiên khi mà chúng ta muốn quay súng theo hướng của con chuột thì chúng đương nhiên là chúng ta phải biết được là cái hướng mà nó sẽ quay là cái hướng nào đúng không ạ à? ok và để biết được cái hướng đó thì tôi sẽ vẽ cho anh em xem là chúng ta sẽ lấy cái hướng đó như thế nào nha ok thì trong Unity như tôi đã giới thiệu với anh em trước rồi thì trong Unity thì tất cả mọi thứ đều được vẽ trên nằm trên một cái hệ trục tọa độ là OXY. Và ví dụ thằng player của chúng ta nằm ở đây đi. Đây tôi sẽ vẽ một cái thằng player Đây sẽ là player ha. Và à, player đang cầm cái súng. Ok. <laughs> Và con chuột của chúng ta thì nó nằm ở đây. Rồi. Và nếu chúng ta muốn cái súng của chúng ta nó quay theo góc của con chuột thì trong Unity chúng ta sẽ làm việc đó bằng cách là chúng ta sẽ lấy cái góc này rồi và chúng ta sẽ thay cái rotation.z của cái súng của chúng ta bằng cái góc mà chúng ta vừa lấy được rồi anh em có thể thấy cái súng của chúng ta hiện tại nó đang quay một cái góc là 25 độ và mặc định ban đầu của nó là không độ anh nhé và nếu anh em quay hết một vòng như thế này thì nó sẽ quay từ 0 độ cho đến 359 độ. Vậy thì chúng ta sẽ lấy cái góc này bằng cách nào? Thì trong Unity nó có một cái hàm à, gọi là hàm Atlan 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 2. Đây, đây là cái hàm được giới thiệu là nó sẽ tính góc theo tọa độ radian. Rồi, và nếu anh em muốn lấy cái góc này tôi sẽ đọc gọi là đọc góc A đi. Thì nếu anh em muốn lấy cái góc này thì chúng ta sẽ từ cái vector này chúng ta lấy cái Y của nó Đó Chúng ta nhập vào cái hàm atan hai ở đây Rồi và lấy cái X của nó Và bỏ vào đây Đó là xong là chúng ta sẽ ra được cái góc A ở đây ha Ok Thì à, bắt đầu có rồi Thì đầu tiên thì để mà lấy được cái vector từ người chơi Cho đến con chuột Thì chúng ta sẽ lấy à, Chúng ta phải biết được cái vị trí của con chuột ở trước đã Vị trí của nó thì để lấy vị trí con chuột thì chúng ta sẽ để là một cái là vector 3 đi ha tôi sẽ gọi đó là uh, mouse position bằng camera chấm main ok phần này tôi sẽ viết trước và tôi sẽ giới thiệu với anh em sau nhé chấm screen to work point input chấm mouse position ok thì đây chính là hàm để chúng ta có thể lấy vị trí của con chuột Ok thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu với anh em là nguyên cái hàm này nó sẽ làm cái gì anh em nhé. Đầu tiên là anh em có thể chú ý đó là chúng ta có một cái là input.mouseposition mà tại sao tôi không sử dụng cái này mà tôi phải tạo thêm một cái khác là mouse position ở đây. Đó là vì thực chất thì input.mouseposition cũng là vị trí của con chuột nhưng mà nó là vị trí của con chuột trên màn hình anh em nhé và anh em có thể thấy là hiện tại player của chúng ta đang nằm trên bước anh em có thể thấy cái trend form của nó này thì chúng ta cũng cần phải chuyển cái vị trí của con chuột trên màn hình sang vị trí của quốc này anh em nhé đây tôi sẽ vẽ cho anh em xem nó hoạt cách nó hoạt động như thế nào nhé đầu tiên thì chúng ta có một cái màn hình tiêu chuẩn với độ phân giải là 1920 x 1080 thì Ví dụ như chúng ta có một thằng player đang nằm ở chính giữa màn hình và cái con chuột chúng ta đang nằm ở đây. Thì nếu anh em lấy cái input chấm mouse position thì nó sẽ ra là vị trí của nó sẽ là một khoảng đâu đó 1000 pixel và với cái chiều dài sẽ là khoảng 700 pixel. Và đơn giản là chúng ta sẽ cần phải chuyển cái tọa độ từ pixel sang cái tọa độ workpoint mà chúng ta mong muốn. Và đây chính là cái cách để chúng ta có thể làm cái điều đó. Tiếp theo để lấy cái vector từ thằng nhân vật sang cái vị trí con chuột thì tôi sẽ tạo một cái vector mới và đặt tên nó là look direction. Và đơn giản để lấy cái vector từ vị trí cái súng tới vị trí con chuột thì chúng ta sẽ lấy vị trí của con chuột trừ đi vị trí cái súng của chúng ta. Và sau khi chúng ta đã có cái vector này rồi thì chúng ta sẽ tính cái góc A này. Và tôi sẽ tạo thêm một cái biến mới và tôi sẽ đặt tên nó là Angel Và ok anh em có thể thấy là nó đã recommend cho chúng ta rồi và chúng ta chỉ cần ấn tab để có thể đồng ý mà thôi và anh em đừng có bao giờ tin cái recommend này nha thì chúng ta sẽ phải đổi một tí rồi sau khi đã có góc trong hệ radian là bằng tính bằng cái công thức của Atlan 2 thì chúng ta sẽ chuyển từ góc này từ hệ radian sang hệ degree bằng việc đó là chúng đơn giản là tôi chúng ta sẽ nhân với lại Uh, radian 2 degree ha. À uh, số 2 đây là có nghĩa là 2 đây nè. <laughs> Và bây giờ chúng ta đã có góc A rồi. Thì để mà quay cái súng của chúng ta theo cái góc A đó thì tôi sẽ phải giới thiệu với anh em thêm một cái nữa. Thì trong Unity họ không sử dụng cái rotation này bằng hệ degree, hệ độ mà họ sử dụng một cái là quaternion. Tuy nhiên anh em có thể thay nó ở ngoài inspector. Ví dụ tôi để là 270 này nhưng nếu ở trong code thì anh em phải sử dụng một cái gọi là quaternion và tôi sẽ đặt nó là rotation nha. Và anh em có thể tháp để access luôn này. Ok. Rất là tốt. Và anh em lưu ý là chúng ta sẽ thay đổi cái góc Z nhé. chúng ta sẽ thay đổi cái góc Z à, quay súng bằng việc thay đổi góc Z chứ không phải là góc X hoặc Y anh nhé. Và chúng ta sẽ chuyển cái angle sang Z và xóa cái angle ở X đi. Rồi, ok. Thì sau đó thì sau khi chúng ta đã có rotation thì việc đơn giản là chúng ta sẽ chuyển transform.rotation thành cái rotation mà chúng ta vừa tạo thôi. Hola, là như anh em có thể thấy là súng của chúng ta đã hoạt động rất là tốt và nó sẽ đã quay theo cái hướng mà tôi di chuyển con chuột. Nhưng mà tôi lại muốn nó đẹp hơn nữa anh em à. Như anh em có thể thấy là khi tôi quay sang phải này nó rất là tốt nha. Nhưng mà khi quay sang trái này, đấy nó lại cảm giác nó là ngược ngược như thế nào ở đây ạ rồi. <laughs> rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sửa cái súng lại cho nó uh, tốt hơn khi mà cả quay cả vừa sang trái và sang phải này và giống như player khi mà tôi quay sang trái thì tôi sẽ đổi cái scale của nó thành trừ một đó giờ anh em có thể thấy là chúng ta quay sang trái rất là đẹp rồi bây giờ thì chúng ta sẽ thì đầu tiên là chúng ta sẽ lấy nếu như transform chấm thì như tôi đã giới thiệu với anh em thì trong ti họ không sử dụng rotation mà họ sử dụng uh, Britannian. nên là nếu chúng ta muốn lấy độ thì chúng ta sẽ lấy eloangel.z ok và nếu như nó lớn hơn 90 và uh, transform.eloangel.z bé hơn 270 và tại sao chúng ta lại có hai con số này thì đơn giản thôi đầu tiên chúng ta có một cái hệ tả độ và bên phải của hệ tọa độ chính là 0 độ ở trên thì sẽ là 90 độ ở dưới sẽ là 270 độ thì nếu chúng ta muốn quay cái súng của chúng ta sang bên trái thì nó sẽ là lớn hơn 90 độ và bé hơn 270 độ và ngược lại với bên phải ha ok và nếu nó thả điều kiện thì chúng ta sẽ thay cái transform.localScale bằng một cái vector mới và tôi sẽ xuống dòng để cho nó đẹp hơn anh em nhé và cái vector này sẽ có giá trị là một một uh, à nhầm một trừ một không để nó có thể quay sang uh, trái ha rồi và ngược lại thì cái vector này sẽ có giá trị là một một không và hola bây giờ chúng ta đã có một cái súng có thể quay sang phải rất là đẹp và quay sang trái cũng rất là đẹp ok à uh, hình như nó lại có một cái gì đó mới đây ạ và thực chất thì đây không phải là lỗi nhé, à, đây là tôi muốn cho anh em xem thì à, nếu chúng ta không để ý thì nó cũng sẽ xảy ra một cái vài cái trường hợp là ngoại lệ như thế này, nó không phải là lỗi anh em nhé. thì cái lỗi này nó liên quan đến quan hệ cha con của game object anh em nhé. đây à, khi mà chúng ta thay đổi cái scale của thằng player, tôi sẽ thay nó thành trừ một nhé, để cho nó có thể quay sang trái thì anh em có thể thấy là cái súng của chúng ta nó cũng sẽ quay sang trái giống y hệt như vậy. đó là vì khi anh em thay đổi cái transform của thằng cha một thằng game object thì nó cũng sẽ thay đổi luôn cả những cái thằng con của nó. và thông thường thì tôi sẽ tạo một cái game object mới, tôi sẽ đặt nó là character. thì game object này sẽ giúp chúng ta quản lý cái sprite renderer có nghĩa là cái ảnh của thằng player chúng ta ha. thì tôi sẽ copy và paste nó sang cái game object mới này và khi này thì anh em có thể thoải mái thay đổi cái mặt của nhân vật của chúng ta Và tôi sẽ quay vào cái player script à, Điều chỉnh một vài thứ thôi Đó là nếu thay vì sử dụng transform Thì tôi sẽ sử dụng cái spirit renderer Để có thể thay đổi cái góc quay ha Ok khi này khi chúng ta tại game anh em có thể thấy là dù cái nhân vật chúng ta di chuyển sang trái hoặc là sang phải thì cái súng của chúng ta đều quay theo cái con chuột mà chúng ta mong muốn ha. Ok, rất là tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần quan trọng nhất của video Đó là chúng ta sẽ thêm chức năng bắn cho cái súng của chúng ta ha Ok, thì đầu tiên để súng của chúng ta có thể bắn thì chúng ta sẽ phải cần một cái prefab viên đạn Thì anh em có thể sử dụng bất kỳ cái hình nào mà anh em muốn Và tôi sẽ kéo nó lên trên màn hình như thế này Và sẽ chúng ta sẽ thêm hai cái component cho nó Một là Rigidbody Body 2D để nó có thể quản lý cái vật lý và à, cái lực để chúng ta bắn đạn ha cái cuối cùng là chúng ta tôi sẽ thêm cái collider cho nó và tôi sẽ chỉnh cái collider cho phù hợp với lại viên đạn và để tạo prefab cho viên đạn thì đơn giản là chúng ta chỉ cần kéo cái viên đạn từ hierarchy xuống access mà thôi là xong là bây giờ chúng ta đã có prefab để viên đạn để chúng ta có thể tạo những viên đạn và bắn và chúng ta sẽ điều chỉnh cái script weapon mà chúng ta đã tạo và tôi sẽ tạo thêm một function mới là đặt tên là Fire bullets đây sẽ là function mà chúng ta quản lý cái việc tạo ra những viên đạn và thêm lực cho những viên đạn đó ha, ok thì trong update nếu như người chơi à, ấn vào chuột trái thì là nếu input chấm get button thì chúng ta sẽ bắn à, cái đạn mà chúng ta vừa tạo, chúng ta sẽ gọi hàm fire bullet và anh em cũng có thể sử dụng chuột trái, là chuột giữa hoặc là chuột phải bằng việc là thay giá trị vào một hoặc hai ở đây nhé, ok để tạo ra viên đạn thì chúng ta cũng sẽ phải thêm một vài cái variable như là game object bullet là để lưu trữ cái viên đạn của chúng ta cái thứ hai sẽ là transform file post à, thì đây sẽ là cái lưu trữ nơi tạo ra viên đạn của chúng ta ha cụ thể nó sẽ là cái đầu à, của cái súng à, cái thứ ba là tôi sẽ thêm một cái là thêm bitcoin file đây sẽ là cái variable quản lý cái việc là súng của chúng ta bắn nhanh hoặc là bắn chậm. Ví dụ như anh em muốn nó bắn nhanh thì chúng ta sẽ để cái giá trị này thấp xuống và nếu như anh em muốn nó bắn chậm thì chúng ta sẽ để cái giá trị này cao. Cụ thể thì nó sẽ là giá trị thời gian giữa hai viên đạn nó bắn ra ha. Và ví dụ như AK thì nó sẽ bắn nhanh thì tôi sẽ để nó là 0.2. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái cuối cùng đó là bullet force đây sẽ là cái giá trị mà à, lực của viên đạn khi mà nó rời khỏi súng ha, ok và à, đương nhiên rồi khi mà chúng ta tạo một cái bullet thêm biết file thì chúng ta tôi cũng sẽ tạo thêm một cái à, à, private nữa để có thể sử dụng à, riêng trong cái script của chúng ta rồi và trong update nếu như cái thêm biết file bé hơn không có nghĩa là sau cái khi mà anh em trừ cái thời gian thêm bitwin File trừ cho thêm .Thêm thì sau khoảng thời gian anh em hiện tại tôi đang xét là 0.2 thì sau khoảng hai 0 2 giây mỗi lần thì nó sẽ có thể cho chúng ta thực hiện File bất một lần như vậy thì trong File bất tôi sẽ gán cái thêm bitwin File nhỏ thành thêm bitwin File lớn OK và đương nhiên rồi trong file với lệ thì chúng ta sẽ tạo ra một cái viên đạn mới bằng việc đó là sử dụng hàm instant uh, instant uh, gì đó. <laughs> rồi. Và chúng ta sẽ truyền gọi nó ba tham số, thứ nhất là cái viên đạn mà chúng ta muốn tạo ra, thứ hai là cái vị trí của nó và cái thứ ba là rotation của nó. Thì tôi sẽ để mặc định nên là tôi sẽ sử dụng Victorian identify yeah, identify. Ok và anh em có thể thấy là nó có báo lỗi à, thì tôi sẽ chuyển cái bít thành uh, bít temporary nhé. sau đó chúng ta sẽ kéo những cái thành phần cần thiết và những cái variable chúng ta vừa tạo thứ nhất là bít À, và tôi sẽ tạo thêm một cái game object mới là thằng con của cái súng và tôi sẽ đặt nó là file post à, tôi sẽ để cái file boss này ở đầu cái súng anh em nha rồi đây sẽ là vị trí mà chúng ta bắn ra những cái viên đạn tôi sẽ kéo nó vào và với thêm windfire tốc độ bắn thì tôi sẽ để là 0.2 vì đây là một cây AK và cuối cùng là bullet force thì để chính là đẹp. Và khi này khi chạy game thì anh em có thể thấy là chúng ta đã tạo ra những cái viên đạn rồi, rất là đẹp. <laughs> Sau khi chúng ta đã tạo những viên đạn rồi thì bây giờ tôi sẽ thêm cái lực cho viên đạn có thể bay Bằng việc đó là anh em có thể sử dụng cái gì Body 2D của cái viên đạn mà anh em vừa tạo ra đó. Bằng việc là cái component ha. Rồi, và sau khi đã có component đó, anh em chỉ việc là thêm lực cho nó bằng hàm add force. Đầu tiên thì anh em sẽ cần truyền vào cho nó giá trị là cái hướng, cái vector lực của anh em. Thì vector lực ở đây sẽ bằng transform.dry nhân với lại cái à, tốc độ lực đạn mà tôi muốn ha. Và cái thứ hai, thông số thứ hai sẽ là cái chế độ của lực. Thì anh em chọn Impulse sẽ là cái chế độ mà nó thêm lực một lần khi mà nó bắn ra ha. Rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ chạy game và khi chúng ta bắn đạn à, nó rất là que. À, thì cái này không phải là bug cái này nha đơn giản thì anh em muốn sửa cái này thì anh em vào cái bullet lệ của chúng ta và thay cái uh, collider thành e trigger nha. thì nó thay vì việc là nó sẽ tác động vật, trực tiếp vật lý lên người chơi thì khi mà cái viên đạn nó va chạm vào người chơi thì nó chỉ uh, gọi một cái event cho chúng ta thôi đơn giản là nó sẽ gọi event và chúng ta chỉ cần như đó là đủ rồi và như anh em có thể thấy đó là khi mà tôi bắn đạn thì nó sẽ tạo ra rất nhiều đạn dư thừa ở bên hierarchy như thế này anh em nhé. Và thông thường đối với thầu hết game thì họ sẽ tránh cái việc này để có thể tăng cái hiệu suất của game và làm cho game mượt hơn. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ tạo thêm một cái script mới và đặt tên nó là Lifetime Destroyer. Thì với script này À, sau mỗi một cái sau thời gian chúng ta quy định. Ví dụ như là anh em quy định sau 2 giây thì tôi sẽ xóa cái đạn đó đi. Thì uh, đây sẽ là cái script để làm việc đó anh em nhé. Thì trong script này đơn giản đó là chúng ta sẽ viết uh, destroy uh, một cái hàm để có thể phá hủy cái đạn mà chúng ta muốn và thông số truyền vào sẽ là cái game object cái đạn hiện tại của chúng ta ha và cái thứ hai là thời gian mà anh em muốn sau bao nhiêu giây nó sẽ thực hiện cái việc phá hủy cái đạn này rồi và hola khi này khi chúng ta bắn đạn và sau mỗi hai giây thì những cái viên đạn mà chúng ta nó bắn ra nó sẽ tự động nó xóa đi rất là tốt tiếp theo thì tôi sẽ làm đẹp cho cái hiệu ứng bắn của chúng ta bằng việc đó là thêm một cái tia lửa khi mà chúng ta bắn súng ha rồi và tôi cũng có tạo sẵn một cái effect uh, là cái effect uh, lửa thì thực ra cái effect này nó cũng không phải là dễ tạo đẹp nha nên là tôi đã làm sẵn và trong video này thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng cái effect này thôi và À đây như anh em có thể thấy là effect này nó sẽ tạo ra lửa cũng như là tạo ra cái quần sáng cho cục lửa chúng ta bằng việc là sử dụng particle system thì về effect và particle system thì tôi sẽ giới thiệu với anh em trong những video tiếp theo của series này luôn anh em nhé rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tạo hai cái biện pháp cho cái uh, tia lửa và cái particle system của chúng ta sau đó thì anh em chỉ cần việc là vào cái uh, script weapon mà chúng ta đã tạo sẵn và tôi sẽ thêm uh, hai cái cái object mới mà chúng ta đã vừa uh, tạo ra đó <laughs> ok thì uh, có lẽ là video hơi dài nên là cái hơi tôi nó cũng hơi thiếu ở đây mà và tôi sẽ đặt nó là muscle và fire effect nha và đơn giản là khi mà tôi Uh, muốn khi mà tôi tạo ra cái viên đạn đó thì tôi sẽ thêm cái effect trực tiếp uh, ngay sau cái uh, ngay sau khi mà tôi tạo ra viên đạn rồi thì đơn giản là uh, anh em có thể sử dụng luôn cái hàm instant thì nó cũng không phải nó cũng hơi kém hiệu năng một xíu nhưng mà uh, rất là nhanh để chúng ta có thể sử dụng liền thì cái thay uh, thay thế duy nhất khi mà anh em tạo một cái effect là anh em lưu ý là chúng ta sẽ lấy cái transform .rotation của cái súng, tại vì khi mà bắn cái súng ra thì chúng ta cũng muốn là cái uh, effect đó phải theo cái súng ha, rồi rồi tôi sẽ thêm cái lightem destroyer cho cả cái tia lửa cũng như là cái fire effect để khi mà uh, sau khi tạo ra thì sau 0.1 và sau 0.125 giây thì nó sẽ tự động nó biến mất Ok và bây giờ chúng ta sẽ uh, Nó bị gì nhỉ À sorry anh em là tôi uh, Quên mất là phải kéo nó vô Trong uh, inspector Rồi anh em lưu ý cái phần này nha Và đây chính là khoảnh khắc Hiên hàng mà chúng ta đã chờ đợi nãy Từ nãy đến giờ Rất là đẹp và mỗi lần bắn súng Thì nó sẽ có tựa Ok cool <laughs> Và lời cuối cùng xin cảm ơn anh em rất là nhiều Vì đã xem hết video này và cảm ơn anh em, cảm ơn anh em rất rất là nhiều hơn nữa. Nếu anh em có thể like và subscribe cho video của tôi. Và hẹn gặp lại anh em. À, chúc anh em một ngày mới vui vẻ và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.